cả nhà, hôm nay gia đình mình đến ăn mì Quảng, quán mì Quảng Mỹ Sơn ở đường Kỳ Đồng cả nhà. Ngon ghê, nhìn hấp dẫn quá. Gái mình nó biết nhiều chỗ ăn ngon. Gà ta, gà ta. Gia đình mình đã ăn xong rồi cả nhà. Gia đình mình sửa soạn ra về. Xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp cả nhà ở video sau. Chúc cả nhà một ngày bình an tốt lành.